Em Phạm Quang Dương là học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Ân Thi. Mới đây, em đã giành giải 3 trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh và giành giải 4 trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với sáng kiến máy chế biến rác hữu cơ thành phân bón nhờ năng lượng mặt trời. Em tạo ra một cuộc khảo sát đi từng nhà một xem họ xử lý những cái rau thừa của họ kiểu gì. Và sau đó thì em đa phần thì em thấy họ thường cho những rau củ quả thừa vào trong thùng rác mà không đem đi làm phân hữu cơ, và cũng có một ít là làm phân hữu cơ nhưng mà do thời gian dài nên không được áp dụng nhiều. Chính vì vậy mà em đã có ý tưởng nghĩ ra sản phẩm này. Cơ chế hoạt động của máy là dùng rác hữu cơ để nghiền nhỏ dưới sự hỗ trợ của baking soda giúp khử mùi, men vi sinh giúp phân hủy rác nhanh hơn. Cùng với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, sau 24 giờ sẽ tạo thành phân hữu cơ không gây mùi khó chịu. Chi phí của chiếc máy như thế này có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Đặc biệt, máy có thể dùng năng lượng mặt trời để vận hành. Đây là một sáng kiến có ý nghĩa trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề lo ngại trên toàn cầu.